Vừa qua tại Nhật Bản đã diễn ra cuộc triển lãm trí tuệ nhân tạo Anespo với tiêu điểm chính là robot phục vụ và công nghệ phân tích cảm xúc. Trong cuộc triển lãm trí tuệ nhân tạo AI Expo lần đầu tiên diễn ra tại Nhật Bản, nhiều công nghệ mới, trong số đó có robot phục vụ và công nghệ phân tích cảm xúc là tiêu điểm tại triển lãm lần này. Công ty giải pháp hậu cần Vink đã phối hợp với nhà phát triển trí tuệ nhân tạo AI Sensei tạo ra một robot phục vụ rượu. Robot này có thể đưa ra những gợi ý về loại rượu nào tốt nhất và phù hợp với vị giác của khách hàng bằng cách đưa ra những câu hỏi trắc nghiệm cùng với khâu thử rượu. Hệ thống này sử dụng robot Pepper của SoftBank và hiện đang được sử dụng tại một cửa hàng trong khu dân cư ở Tokyo. Cửa hàng này cho biết, kể từ khi có robot, doanh số rượu bán ra đã tăng 48%. Các khách hàng cho biết những loại robot này đưa ra được kết luận chính xác về vị giác của mỗi khách hàng, thậm chí còn hơn cả một người bán rượu thực sự. Bên cạnh đó, tại triển lãm, công ty SenseTime của Hồng Kông cũng giới thiệu một sản phẩm có tên là SenseGuard, là một hệ thống kiểm soát thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện gương mặt người. McCann, một công ty chuyên đưa ra các giải pháp marketing có trụ sở tại New York, cũng giới thiệu một sản phẩm mới nhất có tác dụng bảo vệ các tế bào não và tính toán chính xác mức độ sáng tạo của mỗi người. Một robot nữa cũng là tâm điểm của triển lãm Tokyo AI Expo lần này, đến từ các nhà phát triển Otomari. Robot của hãng có tên là Conscious Cat. Hiện robot này có khả năng phân loại khoảng 200 loại thực phẩm khác nhau và đưa ra các chỉ số dinh dưỡng trong mỗi loại đồ ăn. Otomari hy vọng hệ thống này có thể được ứng dụng trong việc mua sắm của khách hàng tại các cửa hàng thực phẩm và tạp hóa.